Rồi em bị bệnh nên em phải về gấp. Em có muốn anh về quê với em không? Ừ, không. Khi nào nội em khỏe thì em sẽ lên liền, anh đừng có lo. Nếu như em cần gì thì cứ gọi cho anh nha, đừng có ngại. Anh luôn chờ điện thoại của em đó. Mà nè, cho anh gửi lời thăm nội nha. Khi nào lên thì báo cho anh biết nha. Anh nhớ em nhiều lắm đó. Chúc em ngủ ngon. Dạ, em biết rồi. Anh cũng vậy. Bye bye. Bye em. Thư à, bà có chuyện muốn nói với con. Con ngồi đi. Chuyện gì vậy ba? Đây là nữ trang của má con. Ngày mai con đeo nó khi đàn trai họ qua. Có nhất thiết phải đeo vào ngày mai không? Cần chứ. Má con chắc chắn cũng muốn nhìn thấy con trong ngày này. Dạ. Thôi nghỉ ngơi sớm đi con, đừng nghỉ ngơi nhiều quá. Ba. Thật ra thì con chưa có muốn lấy chồng. Bà biết chứ, cô gái nào mà chẳng nói vậy. Nhưng khi có chồng, có con sẽ cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui của gia đình. Đừng khóc nữa con. Hai à. Ừ? Con coi mình sắm sửa như vậy được chưa? Ừ, đủ rồi má. Chỉ là đám nói thôi. Khi nào đám hỏi á thì mới là bảy quả. Ừ, vậy cũng được. Ủa, mà thằng Du nó đâu rồi? Con phải canh chừng nó đó nghe. Con kêu nó đi ngủ sớm rồi, đặng mai cho tỉnh táo. Thôi, má đi nghỉ đây. Dạ. Con cũng coi nghỉ sớm đi nghe. Dạ. Thôi má vô ngủ trước đi. Ừ. Cậu ba cái gì vậy cậu ba? Nhỏ nhỏ. Ừ. Nói nghe nè. Ừ. Mày đi theo tao không? Đâu? Đi lên Sài Gòn. Đang ngủ lên Sài Gòn chi trời. Vậy đi lên Sài Gòn hả? Ngày mai là cậu. Nhỏ nhỏ. Mệt được quá. Giờ đi không? Không, tôi không đi đâu. Ừ. Đi với tao đi. Lên đó tao cho mày làm trợ lý của tao. Hiểu không? Trợ lý gì lên trên cậu sai tôi tới mồ đó mà trợ lý. Về đi không? Không. Không đi phải không? Ừ. Tao đi mình.
Hồng ơi, em có linh thiêng thì phù hộ cho con Thư. Nếu cuộc hôn nhân này mà đem lại hạnh phúc cho con, anh sẽ nguyện thay em mà chăm sóc cho con. Hương à, khi em mất thì lúc đó em cũng trạc tuổi như con Thư bây giờ. Nếu như em có linh thiêng thì em hãy phù hộ cho nó hạnh phúc. Tổ tiên, tao thề, nếu mày còn lăng nhăng với thằng Tông, tao tự mày. Ba, nhưng tại sao ba lại ngăn cản chuyện tình yêu của con và anh Tùng? Con và anh Tùng yêu nhau thật lòng mà. Anh Hai, anh nói với ba một tiếng đi. Anh, ba, tao đã thề kết giao với cô Năm. Con Hương, hãy lấy thằng Hào. Nhưng mà thưa ba, nếu mày còn can dự, tao sẽ tự mày. Tôi không bao giờ lấy anh Hào đâu. Cái gì? Con chỉ lấy người mà con thương thôi. Hương, mày, Hương, mày, Hương. Ba, có sao không ba? Gì vậy ba? Dậy đi con. Có chuyện gì vậy nè? Ừ, cái gì vậy? Chuyện gì vậy ba? Con coi nè, hình như là có ai đã vô phòng của con nè. Dạ ba. Ừ, sao lại có chuyện này? Ba cũng không biết nữa. Chuyện này hả ba? Dậy, dậy 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 hết đi. Trời ơi, sớm bảnh mắt ra rồi. Trời ơi, đứa nào còn ngủ tao lấy chỗ trà vô à, tao quét tụi bay hết ngang. Dậy mau. Ê trời.
Trời ơi, mới sáng sớm mà má làm gì má la bài hải vậy? Trời ơi, sớm gì nữa, giờ này vậy là vừa rồi. Ngồi xuống đây làm chi, vô rửa mặt thay đồ đi con. Con xúc miệng cái đã. Trời ơi, thôi xúc miệng cái gì? Má ơi, 8 giờ mới qua bển mà má. Vợ còn sáng bẩn mà. Qua làm chi sớm dữ vậy? Thôi mà, bây giờ thay đồ là vừa rồi. Con Duyên nó dọn ăn sáng ra, rồi ăn xong cái đi qua bển là vừa. Trời, mới đám nói thôi mà dày. Tới chừng đám cưới cái má dựng cổ dậy từ 1 giờ sáng quá. Trời ơi, không đi đi còn lại mẹ em gì nữa. Đi đi. Má ơi. Hả? Mình ơi. Gì? Thằng Du nó đi mất tiêu rồi. Trời đất ơi, thằng Du, thằng Du nó làm sao? Hồi sáng này con sửa soạn xong là vô phòng nó liền. Con thấy. Dậy đi con. Du. À. Trời ơi. Trời ơi, cái thằng quỷ sứ. Trời ơi là trời ơi. Ủa, chuyện gì vậy má? Thằng Du nó trốn mất rồi con. Cái gì kỳ vậy? Thằng Bòn đâu, thằng Bòn đâu? Hai đứa nó dương hình với bóng. Kêu thằng Bòn ra đây cho tôi coi. Bòn ơi. Dạ, con cho người đi tìm rồi mà cũng không thấy nó đâu hết má ơi. Hay là thằng Du nó ngủ bên nhà thằng Bòn. Thằng Tý, thằng Sổ đâu rồi? Tý, Sổ. Dạ, dạ, bà kêu con. Con chạy qua nhà thằng Bòn á, coi có cậu ba ở bển không. Mày khiêng nó về đây cho tao. Dạ. Nếu không có là mày chạy đi kiếm liền nghe chưa. Dạ, để con gọi điện cho nó thử coi. Nó cúp máy rồi nội. Trời ơi là trời, kỳ này có môn tôi chui xuống đất chứ dám nhìn mặt ai nữa đây. Cái thằng trời đánh khốn nạn mất chạy. Tôi từ đó tôi thôi, con chạy lại bến xe biết đâu gặp nó ngoài đó. Trời ơi, hai ơi, con sao vậy? Con sao vậy hai ơi? Mình sao vậy? Hai, hai ơi, trời ơi, Minh ơi, Minh ơi, Minh ơi, đưa ba vô bệnh viện liền đi má. Trời ơi, hai ơi. Chị chạy đi sao? Chị trả về cho chị. Chị đâu chị? Anh đâu rồi? Ủa sao giờ không thấy tới đón em vậy? Anh chở cho em. Về đâu anh? Em nè, em nè. Em về đâu vậy? Dạ. Em muốn hỏi vườn bưởi lớn nhất ở đây là ở đâu à? Em hỏi vườn bưởi lớn nhất làm gì em? Tại vì em muốn kiếm ông chủ vườn bưởi có chút chuyện. Hình như là ông tên là ông Hào thì phải. À, ông Hào có hai thằng con trai học trên Sài Gòn phải không? Thấy nó cũng hay lên xuống bến xe này lắm. Ông biết chỗ đó, ông chở luôn đi. Nhưng mà nhà nó hơi xa, khoảng 120 đó chị đi được không? Chứ bây giờ chị đi taxi cũng tốn tiền lắm. Tôi biết nhà tôi chở tới luôn cho. Dạ. Nè chị, rốt cuộc rồi á, ngày mình mong đợi cũng đến rồi. Hai nhà bây giờ coi như là một. Mai mốt cháu chắc của bà cũng như là cháu chắc nội ngoại của mình. Mấy giờ ở bên kia người ta qua vậy ba? Giờ này mà còn hỏi mấy giờ? 8 giờ là họ đã qua tới nơi rồi. Kêu Thư vậy đi. Nó có ngủ nghe gì được đâu mà kêu. Nó thức suốt từ đêm qua tới bây giờ đó. Đúng là con gái sắp có chồng nó có khác đi. Nó nôn quá nó ngủ không được. Tao biết quá vừa. Nôn cái gì đâu mà nôn ba ơi. Chẳng qua là... Là sao? Dạ không có gì. Thôi ba cũng đừng thắc mắc nữa. Ba, sao lại có chuyện này? Ba vô được không con? Dạ được. Tám giờ người ta qua rồi đó. Con chuẩn bị gì chưa? Làm gì mà qua sớm dữ. Bộ không cho người ta ăn sáng hay sao hết trời.
Con ăn gì nha, để ba kêu tụi nó nấu. Thôi, con không ăn đâu. Phải ăn chút gì chứ. Chuẩn bị nha. Dạ. Làm gì lâu quá vậy cả? Làm như người đi thi hoa hậu không bằng. Ba, ba ăn gì không? Để con kêu tụi nó nấu cho ba ăn luôn. Ăn cái gì mà ăn? Bây giờ kêu con Thư ra đây cho ba. Trời, trời đất ơi, định nhắc ma nội hả? Quen vòng trong nội coi coi. Ủa, rồi còn áo dài màu hường đâu? Dạ, cái áo dài đó bị... Bởi cái gì? Bị chuột cắn rồi. Sao con chuột này nó ác vậy? Nhưng sao nó lựa đồ cô nó cắn? Mà sao cô để nó cắn? Rồi bây giờ cô hết áo rồi sao? Con còn có mỗi cái áo dài này thôi. Hay là nếu muốn con mặc đồ bộ? Hãy đành chịu vậy thôi. Nhưng mà con sao để cho nó cắn hả? Con... Thôi con vô đây. Thằng Minh bây giờ cũng chưa về nữa. Không biết trong bệnh viện ba nó làm sao đây nữa. Nhà bên đó chắc là đang mong dữ lắm đây. Làm sao bây giờ, trời ơi, khổ ơi là khổ mà. Nội ơi. Con, sao rồi con? Ba con sao rồi? Dạ ba con đỡ rồi, nhưng má con phải ở lại chăm sóc cho ba. Nội, giờ cái đám nói này tính sao nội? Còn trăng sao gì nữa, phải qua bển lại lục xin lỗi người ta chứ làm sao. Nhưng mà nội đi một mình hả? Con, hay là con đi với nội đi. Con biết ăn nói, có gì con giúp nội xin lỗi người ta con. Dạ được, vậy để con đi với nội. Ừ, mình đi. Nội à? Còn mấy cái mâm quả này tính sao? Thì đem theo luôn chứ sao. Để bên nhà ông Sáu biết được thành ý của mình. Muốn đem vô qua bển làm đám nói mà đâu có ngờ như vậy nè. Dạ. Tí Sửu à. Dạ. Thay đồ đi con. Dạ. Đem mâm quả theo bà nè. Dạ con biết rồi. Ủa gì chị? Anh ơi, làm ơn chạy theo giùm tôi. Trễ gì mà trễ quá vẫn không biết nữa. Chắc họ suy nghĩ rồi, họ rút lui rồi chứ vậy. Thông cảm đi, nhà người ta ở xa lắm. Nghe nói ở đâu là ở Cù Lao Bưởi năm rồi á. Xa lắm, cho nên á người ta tới đây hơi lâu. Thôi bây giờ mình vô uống nước mình chờ nghe. Ờ, chắc là cũng kẹt xe kẹt đò vậy đây ha. Đúng rồi, thôi anh vô uống nước đi. Chú Sáu có biết gì bên nhà trai không? Thì nghe người ta nói á, gia đình bên nhà trai á là chủ vườn bưởi lớn nhất gì ở cái huyện này luôn đó nghe. Vậy hả? Ừ. Hơn 11 giờ rồi, không biết làm gì lâu không biết nữa. Hãy để con gọi điện qua đó coi sao nha ba. Được rồi. Bộ con Thư ế tới mức độ đó sao? Không gả người này, gả cho người khác. Lo gì? Nó đẹp mà lo cái gì? Chắc bên bệnh không qua nữa đâu. Hay là cho mọi người nhập tiệc đi. Mình đợi thêm chút nữa đi ba. Có khi nào bên bà Năm có chuyện gì không? Có chuyện gì phải cho người ta hay chứ. Cái này làm thinh hả? Già mà không có uy tín. Thôi được rồi, để con kêu mấy đứa nhỏ bưng đồ ăn lên. Bực mình gì đâu á. Bắt người ta dậy từ sớm thay đồ, tới giờ trưa trật rồi không thấy qua. Mình mà không dịu nổi hả? Còn lâu mình mới chấp nhận.
đúng là quá đáng. Trời ơi, bực mình quá. Anh chị cứ dùng đi, để tôi ra cho nó gọn gàng lại. Mai mai tới nữa. Tới rồi, đàn trai tới rồi. Thôi đàn trai tới rồi hả? Đàn trai tới. Đàn trai đó, đàn đó. Dạ, để em dắt xe cho. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ để cho em. Dạ, dạ. Bà, chú rể đẹp trai quá hả? Người ta nhìn kỹ đây hả? Kìa kìa, bà thấy chưa? Chào chị Nam. Dạ, dạ. Dạ, chị vô. Dạ. Trai tới vậy kìa. Dạ. Dạ, dạ. Chị Nam, dạ. Chị Nam, dạ. Chị Nam, khỏe dạ. Không? Con chào cô. Dạ, cảm ơn. Dạ. À, dạ, cảm ơn các anh, các chị, tôi vẫn khỏe. Cháu Du đẹp trai quá ha. Cháu Du đẹp trai quá. Cháu Du đẹp trai quá ha. Dạ. Cháu rể của ông Sáu đẹp trai quá ha. Nghe nói là học ở Sài Gòn mới về á. Bây giờ bà Năm với ông Sáu xui ra được rồi ha. Chẳng qua là hai bên giàu có quá, không muốn rớt tiền của ra ngoài mới gả con cho nhau. Chứ con Thư này lên Sài Gòn học từ năm lớp 10 lận, đâu có biết tánh tình của nhau ra sao đâu mà sống. À, vậy hả? Đàn trai tới rồi nè. Sao ơi, đâu? Cháu tôi đâu? Là sao nổi? Đâu? Cháu tôi đâu? Kệ kệ đi, kệ. Đợi lâu quá. Đâu? Đâu? Đây nè, cháu rể của ông nè. Dạ. Trễ rồi, thôi thì bây giờ mình vô mình làm lễ đi. Rồi sau đó mình nhập tiệc luôn ha. Đúng rồi, đúng thôi, đúng thôi, đúng vô đúng làm lễ con. Dạ. Dạ. Ủa, nhưng mà Nổi vô đi con. Mời chị Năm ạ. Dạ. Vô nha chị. Vô nha. Bà, chuyện gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Thằng Du nó trốn mất tiêu rồi. Thằng Du. Trời, thằng Hào tức quá, lên tăng xong nằm bệnh viện rồi. Tôi với thằng Minh tính qua đây xin lỗi ông. Đâu có ngờ mới bước qua là mọi người tưởng làm thằng Minh á, là thằng Du. Trời đất ơi, nhưng mà hôm bước là thằng Du. Bây giờ thằng Minh là sao? Thôi thì lỡ rồi, mình cứ im lặng cho qua mọi chuyện đi, rồi từ từ mình tính. À, giả lại bữa nay cũng chỉ là đám nói thôi mà. Nhưng mà anh Sáu ơi, trễ rồi. Anh với chị Năm vô làm lễ đi. Vô. Đi. Bà. Chào mọi người. Dạ mời chị Năm. Dạ. Nói anh Sáu chị Năm kỳ lắm ngang. Đám nói của hai tụi nhỏ mà cũng tranh thủ tâm tình với nhau nữa. Bên xui gia có chuyện đột xuất, cho nên ba má chú rể vắng mặt. Chỉ có bà Năm là bà nội của chú rể. Bây giờ thôi chúng ta bắt đầu ha. Hai thả ta. Dạ. Đưa gái lên đây chào bà nội chồng tương lai. Dạ. Con. Con chào các ông, các bà. Bà, chuyện này sao? Bây giờ bà nội chồng mở lời trước đi. Dạ, tôi thiệt tình hồi nào giờ tôi không có quen nói mấy cái vụ này. Nhưng ngặt nổi con trai tôi nó bị bệnh, không có qua được. Thành thử tôi cũng nói đại, nếu có gì sai sót á, mong bà con bỏ qua cho. Không có gì đâu. Không có gì giống trao đâu mà. Hôm nay á là ngày lành tháng tốt. Tôi là bà nội của chú rể, dẫn chú rể qua đây coi mắt cháu nội ông này. Sao lại dạ ông Sáu, chỉ có chút ít quà của đàn trai đem qua để hai đứa nhỏ nó gặp nhau. Dạ nếu tụi nó hợp với nhau thì làm đám cưới. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Dễ thương quá. Mệt quá, bây giờ ngủ một giấc cho nó đã. Tao cũng mệt quá mấy ơi. Cậu mà mệt gì, đi tới không mà mệt, tôi xách đồ mới mệt nè. Nằm một cái cho đã cái lưng coi. Cậu, bây giờ mà ông với bà phát hiện ra tôi với cậu không có ở nhà chắc vui lắm mà. Cười đi, ráng cười đi. Ngày mai ba tao không lên á, ông xách cây được chạy vòng vòng, chạy dắt trò lên cổ luôn. Ráng cười đi. Cậu nha, cậu không có hù tôi nha. Cái này cậu xúi tôi với bộ. Giận cái mặt mày kìa, đồ chết nhát, nhát y như là thỏ đế luôn. Thôi tao lên ngủ chút à. Để tao cậu ngủ đi, tôi cũng ngủ nè. Anh nói cho tôi biết đi, tại sao lại như vậy? Anh học tin học mà anh lại đi thực tập ở bệnh viện là sao? Anh nói xạo để được cái gì? Thật ra tôi không phải là thằng Du, tôi là Minh, anh trai nó. Anh nói cái gì? Anh là anh trai của Phi Du. Vậy còn hắn ta đâu? Nó bỏ trốn rồi. Ba tôi tức giận quá, lên tăng xong nhập viện rồi. Má tôi phải ở trong đó chăm sóc cho ba. Bởi vậy tôi với bà nội mới qua đây trễ như vậy nè. Vậy tại sao qua đây anh còn nhận là hắn ta? Tôi có muốn vậy đâu. Tôi vừa mới tới nơi á, mọi người cứ nói tôi là cháu rể, rồi mọi người thấy trễ quá rồi bắt tôi vô làm lễ liền. Rồi thấy như vậy á, bà nội tôi với ông nội cô cũng đóng kịch theo luôn. Tôi biết làm sao giờ. Trời ơi là trời, không thể tin được. Có chuyện này xảy ra trong cuộc đời của tôi hay sao chứ? Còn chuyện tối hôm qua nữa, tại sao mọi chuyện lại đổ dồn với tôi như vậy? Cô Thư, tôi xin lỗi cô. Thật ra tôi cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu. Nếu vậy á, thì tôi sẽ nói với mọi người chuyện này. Tôi sẽ hủy hôn. Tôi không muốn dây dưa dính dáng gì tới anh em nhà anh hết á. Nhưng mà khoan khoan cô Thư, cô hãy nghe tôi đã. Cô làm vậy á, mọi chuyện dở lỡ ra thì người buồn nhất á là bà nội tôi và ông nội của cô. Họ cũng gần đất xa trời rồi. Bây giờ chuyện này là chuyện khiến họ vui vẻ nhất. Không lẽ mình cắt đi niềm vui của họ sao? Ý anh nói á là tôi phải lấy anh để làm vui lòng mọi người chứ gì? Không phải, nhưng mà đây chỉ là đám nói thôi mà. Thì mình cứ để xong ngày hôm nay đi, rồi tụi mình kiếm cách hủy hôn. Nói gì thì nói, người thiệt thòi cũng chính là tôi. Còn anh là con trai á, anh có mất mát gì đâu. Tôi thì cô yên tâm đi, tôi coi như mọi trách nhiệm tôi sẽ nhận hết. Ai mà hỏi gì á thì tôi nói là tôi là một thằng không đàng hoàng, một thằng chẳng đã gì hết, cho nên cô bỏ tôi được chưa? Không, thật hay giả gì tôi cũng không đồng ý hết á. Cô khác bông bữa dễ sợ luôn á. Anh nói cái gì? Ý tôi nói cô á, khi là bụng bưởi lúc nào cũng hiền lành dễ thương, chuyện gì mà tâm sự với quả bưởi á cũng kiếm cách giải quyết ra được hết. Anh chính là quả bưởi. Ừ, thì đó, tôi có khác gì trên mạng đâu. Trời, đúng là chuyện khó tin mà. Quả bưởi với tôi trên mạng á rất là hợp với nhau, còn ngoài đời sao lại có chuyện nực cười như vậy chứ? Cô Thư, dù sao thì tôi cũng xin cô, vì những gì tốt đẹp nhất đã có giữa tụi mình. Mà bây giờ tụi mình tiếp tục buổi lễ nghe. Sau ngày hôm nay á, tôi và cô sẽ hủy hôn. Đừng ai nấy đi, không ai ràng buộc ai. Tôi thương gia đình tôi cũng giống như là cô thương gia đình cô vậy. Mình đừng có vì sự ích kỷ của bản thân mà để mất đi tình thân. Tôi nói vậy thôi, cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Bây giờ danh dự hai bên gia đình tùy thuộc vào cô hết.
thật không thể tin được. Thằng cha đáng ghét trong bệnh viện lại chính là quả bưởi mới lạ chứ. Thật ra cô gái này cũng hay hay. Bề ngoài thì bướng bỉnh khó gần, nhưng lại có một tâm hồn sâu sắc, dễ cảm thông. Đúng là bông bưởi. Chuyện này thật không thể hiểu nổi. Sao vậy? Có một chuyện gì? Có một gì chuyện cậu hai đi làm đám nói với cô Thư đúng không? Chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Con buồn làm gì? Gia đình hai bên đã hôn ước với nhau rồi. Mà dù cậu hai không lấy cô Thư thì cậu hai cũng không lấy con đâu. Cậu hai chỉ coi con như là một đứa em gái thôi mà. Tội nghiệp con nhỏ, nó không thể chấp nhận sự thật này. Sẽ đến đó ngay. Tôi chờ ông. Bà con trồng bưởi vẫn còn tư tưởng trồng trọt theo kiểu cũ. Tôi có vận động bà con áp dụng phương pháp mới, nhưng mà họ chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng em thấy vườn bưởi nhà anh cây trái xum xuê hơn những nơi khác trong huyện, chứng tỏ là anh đã đi đúng đường. Còn chuyện vận động thì mưa lâu thấm đất mà anh. Anh cũng đừng vội nản. Tôi đâu có nản, chỉ thấy buồn thôi. Mong rằng ở trên mau đưa người xuống để hướng dẫn cho bà con. Dạ, em cũng đang tìm người, nhưng kỹ sư ở thành phố họ không chịu về đây. Anh hãy ráng chờ thêm một thời gian nữa, thế nào cũng có mà anh. Con về thành phố đây. Sao sớm vậy con? Tại con phải lên học. Với lại ở đây con thấy buồn quá. Con còn nhớ chuyện hôm đó hả? Chuyện đó ít nhiều thì cũng liên quan tới cô Út con. Chắc là cô Út không muốn con đi lấy chồng nên mới làm vậy á. Thôi, con lên đó đi cho khuây khỏa, đừng có suy nghĩ nhiều nha con. Dạ. Vậy con đi nha. Con chào ba.
chưa nói ba con không chịu bán bưởi cho hợp tác xã là sao? Không phải là không chịu bán, mà muốn bán cũng không được. Tại sao vậy? Bưởi nhà mình ở đâu có đủ tiêu chuẩn đâu. Muốn bán cho hợp tác xã thì phải đủ tiêu chuẩn G, A, P gì đó. Chỉ có nước bán cho thương lái thôi. Mà bây giờ cũng khó nữa. Bán cho thương lái mà cũng khó, con không hiểu. Không hiểu tại sao bọn thương lái không thấy mặt đứa nào lai vãng tới vượt bưởi nhà mình hết á. Vì vậy á, bưởi nhà mình á không thể bán được cho ai hết á. Phải có lý do gì chứ. Vườn bưởi nhà mình á là vườn bưởi lớn nhất vùng này, tại sao thương lái lại không đến mua? Tôi còn không biết nữa. Nhưng tôi chắc là có người đứng sau chuyện này. Họ muốn hãm hại ông chủ mà. Tôi chắc chắn là như vậy đó. Nó đâu có nóng gì đâu mà nó nằm hoài vậy con. Con cũng không biết nữa má. Hồi sáng này anh còn ra giường bàn công chuyện với chú Năm Võ. Lát sau anh về nhà, anh đi thẳng vô phòng rồi nằm luôn tới giờ luôn đó. Sao lạ vậy cả? Thằng Hào á, từ nhỏ tới lớn ít khi nào mà đau ốm lắm. Không biết sao mà dạo này nó cứ bệnh hoài vậy không biết nữa. Má Minh, ba con sao vậy má? Ba con từ vườn bưởi về nhà là bị như vậy. Má cũng không biết tại sao nữa. Chắc tại ba lo lắng quá cho nên mới phát bệnh. Thôi được rồi, để con lấy thuốc cho ba uống. Nội với má đừng có lo lắng. Vậy nghe. Nhìn nó làm vậy không lo làm sao được. Nó thì nằm vậy, còn thằng Du đi một cái là biệt vô âm tính luôn hà. Không có thèm gọi điện cho mình hỏi thăm một tiếng nào hết trơn á. Cái thằng gì mà hết biết à. Nó làm như là nó không phải con cháu nhà này vậy. Sao cậu không gọi về nhà của tình hình ra sao rồi? Gọi về để nghe chửi hả mày? Chắc ở nhà không có chuyện gì đâu. Với lại anh hai tao đang ở nhà mà, có gì ông báo liền à. Đúng thiệt á, anh hai hơn cậu có 2 tuổi à. À, chững chạc hơn cậu biết bao nhiêu. Chuyện gì cũng giải quyết được hết à, mà lại còn học giỏi nữa. Ê mày, mày đang khen anh hai tao hay là mày đang nói xỏ tao vậy? Hôm nay thuyền về, mình xuống lựa ít cá đem về phơi khô em. Dạ. À, mà chị ơi, chút nữa chị về á, chị chỉ cho em cách phơi cá nha. Mà em ăn chay mà phơi cá làm gì? Thì em muốn kiếm một ít tiền để trang bị cho lớp học của em. Sao em kêu phụ huynh ta đóng góp cho em? Cái em của em á, toàn là học sinh nghèo không à, không có tiền đâu mà đóng. Trời ơi, vừa mệt vừa đói bụng nữa. Mà xung quanh đây không có hàng quán gì hết. Không lẽ mình bỏ xác người này trời? Hay mình kiếm chùa nào xin đỡ cơm chay vậy? Con tìm được mẹ trước khi con vĩnh viễn ra đi. Cậu xin phù hộ cho những người bạn của con. Con biết là họ đang đi tìm con, nhưng con không dám gặp họ. Thưa Phật,
Thầy giúp cho họ quên con đi. Nam mô Phật. Một mình vậy? Tốt nghiệp rồi ha, không uổng công mấy năm mình học điên khùng. Bây giờ quan trọng là phải có việc làm. Sao Thư ham đi làm quá vậy? Ít nhất á là Thư phải về thăm ba với nội chứ. Dĩ nhiên rồi. Bây giờ á Thư chỉ muốn bay về liền để được gặp ba với nội, khoe là mình đã tốt nghiệp rồi. Rồi bây giờ đứng xếp vô nha. Rồi anh để tay tự nhiên anh. Rồi chụp hình nha. 2, 3. Anh coi đi. Đây là xoài cát. Dạ. Xoài tượng. Dạ. Trái cây được trưng bày bán trong siêu thị nhìn cũng bắt mắt quá hả? Đây là thanh long của Ninh Thuận. À. Phải chi mà bưởi năm roi được một cái gian hàng trưng bày như vậy thì hay biết mấy. Nếu anh muốn gửi bưởi vô đây bán á thì cứ chở ra đây cho tôi. Tôi biết anh mỏng xuất khẩu chứ đâu có muốn bán bưởi trong siêu thị này hả? Nhiệt độ lạnh của siêu thị rất thích hợp cho việc bảo quản trái cây. Nhưng mà trong tình hình hiện tại, nếu chưa tìm ra được chất bảo quản thì chưa nói đến chuyện xuất khẩu được. Như vậy á thì việc bán bưởi trong siêu thị cũng là một giải pháp tốt đúng không? Dạ. Thôi mời anh qua đây. Dạ. Không phải là chúng ta chưa sản xuất được chất bảo quản, mà chỉ là chất bảo quản chưa đạt chuẩn quốc tế. Dạ thưa thầy, thật sự là mình không đạt chuẩn, hay là người ta o ép mình? Nói đúng ra là chúng ta chưa đạt chuẩn, nhưng lo gì, thế hệ của các em sẽ làm được điều đó. Dạ. Anh Minh, anh đi đâu đây? Anh tìm Trang, không biết hôm nay Trang có làm không? Ủa, anh không biết gì sao? Trang nghỉ làm rồi mà. Trang nghỉ làm luôn hả? Hôm qua mọi người vừa làm tiệc tiễn cô ấy. Anh có sao không? À không, anh không sao. Anh đi nghe. Trang nghĩ làm luôn. Tại sao cô ấy không cho mình biết? Sao lâu quá không thấy cháu ghé nhà chơi? À, dạ tại dạ con dưới quê có chuyện cho nên con phải chạy về quê. Ủa mà Trang làm chỗ mới rồi hả bác? Không, nó đi du lịch. Ủa vậy Trang đi đâu bác? Nó nói nó đi đâu mà tự nhiên bác quên bẩn đi à? À, nó đi Singapore. Trang đi một mình hay là đi với ai vậy bác? Bác cô không biết nữa, chỉ biết là nó đi với bạn nó thôi. À, đi với cái ông nào mà có xe hơi á. Dạ thôi, con xin phép bác con về. Để khi nào tiện con sẽ ghé qua chơi. Bác nghỉ ngơi nha. Thưa bác con đi.
đánh mạnh lên. Trời ơi, nó ăn sáng mạnh lắm rồi đó cậu ơi. Đánh vô cái má trái kìa. Rồi nhìn dạ. anh nhé. Rồi. Ba mua lễ ở đâu vậy? Trong siêu thị đó con. Hèn gì con thấy tươi ghê luôn á. Ừ. Ba thấy gian hàng trái cây được bảo quản ở nhiệt độ lạnh như vậy á thì rất là tốt. Trái cây sẽ tươi lâu hơn. Dạ đúng rồi ba. Nhưng mà giá thành cũng cao lắm á. Ừ. Dĩ nhiên rồi. Muốn tươi thì phải giá thành cao. Ba cũng đã liên hệ với người quản lý để bữa năm rồi của mình được bán trong siêu thị đó. Con thấy làm sao? Vậy cũng tốt đó ba. Con thấy được mà. Nhưng mà ba cũng phải kiếm thêm đầu ra cho quả bưởi đi. Ừ. À con có. Học xong rồi con có dự định gì không? Có xin làm việc ở đâu không? Hay là con muốn về quê? Dạ thiệt tình á thì con cũng muốn về quê với ba với nội. Nhưng mà con lại sợ chuyên ngành con học là khó xin việc ở dưới đó. Ba thì không có sao. Chỉ sợ nội con buồn thôi. Mà thôi ba, chuyện đó từ từ mình tính đi ha. Con cũng chưa có xin được việc mà. Ừ. Ba, bàn lê đi. Ủa, ai vậy ta? Để con ra mở cửa. À. Ủa, anh Đăng. Em. Anh vào chơi. Bài mở trỏng. Ba. À. Dạ cô chào bác ạ. Chào con. Dạ. Con ngồi chơi đi. Dạ. Ba, đây là anh Đăng, phó giám đốc công ty Hoàng Vũ chỗ con thực tập đó ba. À. Dạ. Chắc bữa giờ nó thực tập bên chỗ con, nó làm phiền con dữ lắm phải không? Dạ đâu có đâu bác, Thư làm tốt lắm. Cho nên hôm nay con đến đây để thông báo với Thư là kể từ ngày mai Thư chính thức được vào thử việc ở công ty con đó. Ủa, anh nói thiệt không? Ngày mai em đi làm rồi hả? Ba. Em nói còn khờ lắm. Có gì con giúp đỡ nó thêm nha. Ba này. Bác yên tâm đi, Thư có năng lực mà. Với lại ở trong công ty con sẽ giúp đỡ Thư hết mình. Vậy là bác yên tâm rồi. Ngày mai bác đi công việc xong rồi bác về quê luôn. Dạ. Dạ cô uống nước đi. Dạ. Anh, ba em á tính đưa bữa vô siêu thị đó. Ủa, bác mang bữa vô siêu thị sao bác không nghĩ là bác xuất khẩu bưởi luôn? Ừ, có chứ. Nhưng mà điều kiện thì chưa được. Tiêu chuẩn GAP á, áp đặt lên trái bưởi cao quá. Mà nhà vườn á chưa có hào hứng, tại vì người ta chưa có điều kiện. Anh nghĩ cái gì lúc đầu cũng khó hết. Dạ sự khởi đầu nan mà. Nhưng mà nếu mình quyết tâm á bác thì con nghĩ chắc chắn là thành công. Hào à. Dạ. Con thấy trong người khỏe chưa mà đi đâu vậy? Con thấy đỡ rồi. Dù gì thì hôm nay con cũng phải ra vườn bưởi để coi công nhân họ làm việc làm sao. Ôi, không khỏe thì nghỉ đi. Có mua bán được gì đâu mà ra ngoài đó làm gì. Không hiểu sao tình hình càng ngày càng tệ hại. Mấy chủ vườn bưởi quanh đây á đều bán đất chuyển đi nơi khác làm ăn hết rồi. Số còn lại thì lay quay, không biết làm sao cho bưởi nó tốt hơn lên. Vậy hợp tác xã thì sao? Thì cũng vậy thôi. Tình hình chung mà má. Nghe đâu Hai Thạch lên thành phố đi kiếm mối làm ăn gì đó rồi. Cũng không biết tại sao mà tự nhiên cái buôn bán nó khó khăn như vậy. Rồi thằng Minh có điện thoại cho con không? Nó điện cho con tối hôm qua. Nó nói với con là phải mời kỹ sư về cải tạo vườn bưởi này nè. Mà nói thì dễ, chứ tìm đâu có dễ mà. Nó có nói tới thằng Du không? Má còn nhắc tới cái thằng đó làm cái gì? Con coi như là nó xúc nuôi từ nhỏ rồi. Dầu sao á thì nó cũng là con của bay. Bỏ sao đặng bay. Con không có thằng con như nó. Luôn cả thằng Bon nữa. Để rồi coi tụi nó sống sao.
thiếu cái nút ruồi đây nè. Hồi nãy đứng sau á không thấy nút ruồi, mà dám thêm cho nó chân thật. Đừng. Rồi các con dắt theo cô nha. Buổi trưa cô chạy theo mẹ ra bờ suối. À, chú Mừng lấy kìa, chú Mừng lấy kìa. Chú Mừng mua nhiều đồ quá. Ờ, chúc tụi con học xong đi, đồ ăn nha. Dạ. À, sao anh Bò mua cho Nghe nhiều đồ quá vậy? Anh Bò làm Nghe ngại quá. Có gì đâu, toàn là mấy thứ linh tinh để Nghe dùng hàng ngày, đâu có thứ gì xa xỉ đâu. Nhưng mà anh Bò làm chỉ có tiền mà mua cho Nghe hoài. Nghe yên tâm đi, bây giờ bọn theo cậu ba đi làm cũng dư chút tiền. Anh Du đi làm rồi hả? Ừ. Không ngờ anh Du hay ghê á. Lúc trước á, Nghe tưởng là anh chỉ ham chơi thôi, vậy mà bây giờ cũng biết làm ăn rồi. Nghe, hay Nghe về ở tụi này đi, tụi này sẽ lo lắng chăm sóc cho Nghe. Nghe biết anh Bầu rất quan tâm Nghe, nhưng mà cuộc sống ở đây rất bình yên, Nghe thấy mình có ích. Còn ở thành phố giữa cuộc sống náo nhiệt, Nghe cảm thấy mình giống như là người sắp chết vậy. Còn chuyện mà anh Bầu tìm mẹ Nghe tới đâu rồi? Bọn con hỏi người ta, nhưng mà bọn thấy người ta chỉ tìm người mới mất tích thôi. Còn trường hợp này thì quá lâu rồi, với lại tấm hình này còn không nhận ra nữa. Vậy mình không còn cách nào khác nữa. Cũng có, nhưng mà bọn thấy không khả thi lắm. Cách nào nói đi. Bọn nghĩ mình phải là các trung tâm chuyên tìm người mất tích. Họ có danh sách của các bệnh viện, các bệnh nhân. Rồi họ sẽ đăng lên TV trong mục mà tìm người thân. Bọn nghĩ như vậy sẽ khả thi hơn. Nghe cảm ơn anh Bọn nhiều nha. Ngày mai á, Nghe sẽ đi hỏi thăm một số tổ chức đó. Ừ. Nghe hy vọng sẽ tìm được mẹ sớm. Nghe nhớ mẹ lắm. Ủa, sao hôm nay lại đến đây? Tưởng hết thời gian thực tập rồi chứ. Tôi tới đây nhận việc. Sao tôi không nghe nói gì hết vậy? Xin phép tôi lên phòng. Alo, chị Tuyền hả? Em Mai reception ở phòng tiếp tân nè. Chị ơi, con nhỏ đó được nhận vô đây làm việc rồi đó chị. Dạ. Em tới rồi hả? Vô đi em. Anh tặng em nhân ngày làm việc đầu tiên. Cảm ơn anh. Bây giờ anh đưa em đi gặp Linh để bàn công việc, cho em quen việc luôn. Không biết sao em hồi hộp quá. Bữa trước em có hỏi tôi về chất bảo quản trái cây. Dạ. Tôi vừa được một người bạn ở nước ngoài gửi cho một tài liệu hay lắm. Em xuống phòng thí nghiệm với tôi. Dạ. Nha.
ông chủ. Tôi nghe hình như là hai Thạch đã ký được hợp đồng, bỏ được bưởi cho siêu thị rồi đó. Hèn gì mấy bữa nay thấy bên nó rụng rịch thu hoạch bưởi. Hay là mình lên thành phố một chuyến đi ông chủ. Cứ để coi đã. Người ta nói là ăn dỗ thì đi trước, lội nước thì theo sau. Hai Thạch đang lội nước đi trước, cứ để ông ta qua sông đi, rồi mình theo cũng còn kịp mà. Dạ, ông chủ nói cũng đúng. Nào giờ á, mỗi lái á toàn là tới đây để mua bưởi, không tốn một đồng nào hết á. Rồi bây giờ phải mang ra siêu thị bán, hao tốn tiền xe nè. Con nhắm có lời không? Thì con cũng đang tính toán đây. Mình chủ yếu dựa vào ghe thuyền là chính, vì từ đường lộ vô rừng bưởi á thì rất là xa. Hay con tính vậy nha ba, mình chở từ ghe ra tới đường lộ, sau đó mình vận chuyển bằng xe tải lên thành phố. Lo chuyện bao đồng không à? Bưởi của hợp tác xã chứ phải của mình đâu, hơi sức là mà lo. Ba lại vậy nữa rồi, con là chủ nhiệm hợp tác xã thì đương nhiên phải lo cho việc hợp tác xã chứ sao ba. Mà trong đó cũng có lợi ích của nhà mình nữa, sao ba nói là chuyện bao đồng được. Nhưng mà có chuyện á, chỉ có một mình con là chịu trách nhiệm thôi. Ba nói vậy có đúng không? Nhưng nếu con không làm như vậy thì ai làm đây? Ba thấy đó, một số chủ vườn bưởi bây giờ đã bán hết ruộng đất đi rồi. Nếu tình hình này mà không có gì sáng sủa thì tương lai của huyện Bình Minh này sẽ không còn một ai trồng bưởi cho ba coi. Anh xem giùm em bản báo cáo. Trái cây miệt vườn chưa thể xuất khẩu và cạnh tranh nổi với các nước trong khu vực. Trái cây của họ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, chất bảo quản bao bì cũng đạt tiêu chuẩn luôn. Chưa chứ không phải là không thể. Chúng ta cần nghiên cứu kỹ vấn đề này. Bởi vì tôi nghĩ trong tương lai, trái cây sẽ là mặt hàng xuất khẩu được ưa thích. Nếu chúng ta để công ty khác nhảy vô thì công ty chúng ta sẽ mất cơ hội chiếm lĩnh thị trường đó. Nhưng mà việc này giao cho ai? Chứ em không có thời gian để làm. Chúng ta cứ giao cho Thư đi. Bởi vì Thư là người miền Tây, tôi tin là Thư sẽ có lợi thế trong việc tìm hiểu dự án này. Tùy anh, dù sao anh cũng hiểu rõ năng lực của Thư hơn em. Em cảm ơn anh chị đã tin tưởng, em sẽ cố gắng. Thôi mà, đừng có nói khách sáo như vậy. Thôi, bây giờ cứ vậy đi. Em cứ nghiên cứu dự án này, nếu như mà có thắc mắc gì á thì nhờ chị Linh giúp đỡ ha. Dạ em biết rồi. Du, anh tính sáng sớm mai về quê để có ba má làm sao. Em có đi không? Ngày mai em lỡ nhận show chụp đám cưới rồi, không đi được đâu. Với lại mọi người ở nhà đâu ai thích em về đâu. Em đừng có nghĩ như vậy, bà nội lúc nào cũng hỏi tới em kìa. Vậy anh về anh gửi lời thăm sức khỏe tới mọi người giùm em ha. Cậu hả? Ngày mai cậu về quê hả? Có gì không? Dạ tiền chợ của tuần này á cậu chưa có. Anh quên nhắc khéo rồi ha. Cậu về quê á cậu nhớ mua bánh dừa đem lên nha cậu, lâu quá không ăn cũng thèm. Trời ơi, cái bánh dừa đó ở đây cũng có bán vậy, cần gì phải về dưới mua, mày rắc rối quá. Nhưng mà ở dưới quê mình nó ngon hơn trên này chứ bộ. Thôi đi, anh mua cho, vậy thôi hai đứa cũng cãi nhau được. Hai cái đứa này. Cậu hai á đúng là number one. Ê còn tao sao? Cậu hả? Cậu là number ten. Em number ten. Mày ten mày. Coi chừng tao á. Thằng suốt ngày vậy á. Cho anh cậu nhá luôn tao nha. Mày muốn nhá luôn tao nha. Bòn. Tao giết mày bòn á. Hai đứa. Mày đứng lại đó. Trời ơi lúc nào cũng như chó với mèo vậy á. Thư. Ủa anh Đăng. Ờ anh đi đâu đây? Anh đi Vĩnh Long với em. Ờ dạ thôi được rồi em đi được mà. Để em đi một mình anh không yên tâm đâu. Lên xe đi. Không được đâu anh. Ờ em tự đi được. Sao vậy? Ông nội của em á khó tính lắm. Trời, anh tưởng chuyện gì? Thì em cứ nói là anh là đồng nghiệp hay là bạn của em là được rồi. Thôi mà đừng có quan trọng quá vấn đề như vậy. Lần này anh với em về quê là vì công việc. Anh và em cùng nghiên cứu dự án xuất khẩu nông sản.
hoàn toàn không có chuyện tình cảm ở đây đâu. Yên tâm chưa? Thôi được rồi, anh á đúng là chuyên gia về marketing luôn á, nói gì cũng thuyết phục người ta hết á. Là xe đi. Nhưng mà anh phải hứa với em một chuyện á, là về nhà đừng có nói gì về chuyện tình cảm của chúng ta. Ông nội mà biết á là không có đỡ được đâu đó. Được rồi, anh hứa. Khi nào em chưa cho phép, có chết anh cũng không nói, được chưa? Lên xe. Dạ. Con thương nó về mà sao giờ này chưa thấy về cả. Không biết nó có kẹt xe, kẹt phà gì hay không nữa. Ủa, sao mình không gọi điện thoại mời bà Năm qua chơi, rồi sẵn dịp đó mình mở một bữa tiệc linh đình ăn mừng luôn. Hả? Con Thư về hả? Được rồi, tôi qua liền. Tôi biết rồi. Bye bye ha. Bà nội. Hả? Con bắt quả tang nha. Nội nói chuyện với ai mà cười mũm mỉm vậy? Gì? Nói chuyện ai đâu? Nói nghe nè. Dạ. Nội muốn nhờ con chuyện này nha. Dạ. Chở đậu qua ông Sáu liền đi. Có chuyện gì không nội? Có sao không có, qua chơi thôi hả? Mà có. Thằng Hai Thạch á, nó lên thành phố cái nó ký được mấy cái hợp đồng bán bưởi ở siêu thị á. Bây giờ mình qua bển mình hỏi nó cái mình bắt chước mình làm theo. Dạ con hiểu rồi. Chở nội đi liền ha. Gì gấp vậy nội? Thì mình qua bển còn dư thời gian, mình nói chuyện này chuyện kia. Phải không đó? Con nhìn nội con nghi lắm nha. Nghi gì? Ý con muốn nói gì? Ý em nói nội có ý đồ gì hả? Vậy là nội có ý đồ thiệt hả? Cái thằng này. Không có, để nội vô thay đồ nội đi ha. Thay đồ lâu lắm á. Bận áo đi liền. Cậu Hai mà qua nhà ông Sáu thì sẽ gặp vợ tương lai, chắc cô Thư sẽ hạnh phúc. Nếu như con không phải là con của cha mà là con của một người giàu có thì chắc con không khổ như vậy. Phó giám đốc của công ty con đó. Dạ con chào ông. Còn đây là ông nội em đó. Mời cậu ngồi. Dạ. Để tôi rót nước mời cậu uống. Dạ dạ, ông đừng làm vậy con ngại lắm ông ơi. Ngại gì, ngồi đi. Dạ. Ông nội em vẫn chơi đó. Không dám giỡn đâu. Nó mới vừa về tới, tôi kêu nó chở tôi qua đây luôn đó. Cậu đây là đây là sếp của ông Thư thành phố xuống. Dạ con chào bà. Không dám. Chào cậu. Dạ đây là anh Đăng, phó giám đốc của công ty con làm đó. Anh đang tính về quê để nghiên cứu dự án xuất khẩu trái cây miệt vườn đó. Dạ. Anh. Còn đây là anh Minh. Anh là hàng xóm của em. Anh đang là bác sĩ nhưng mà rất thích nghiên cứu về bưởi á. Chào Minh. Hay là hai anh mình đi ra vườn bưởi tham quan, vừa đi vừa nói chuyện đi ha. Vậy cũng hay đó. Anh cũng đang có nhiều điều học hỏi Minh nè. Dạ anh đừng nói vậy, đáng lý ra tôi phải học hỏi anh mới đúng. Dạ vậy con mạn phép cho hai anh luôn, con xin phép ông bà con ra vườn bưởi. Dạ dạ, thưa ông con đi, thưa bà con đi. Nội con đi, ông con đi. Đi hướng này nè anh. Nè. Nhìn theo có thấy giống táo quân không? Táo quân là sao?
một bà hai ông. Bệnh sếp con Thư hai đứa đó không có gì đâu. Có thiệt là nói với con Thư không có gì không? Thiệt. Nhưng mà tôi nhìn cái mặt thằng này gian dữ lắm đó. Không có đơn giản đâu. Ông hỏi kỹ chưa? Đáng lý ra khi ông thấy thằng đó đi theo con Thư về đây, ông phải tìm cách đuổi thẳng nó đi chứ. Ông quên ông bà xưa thường nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy không? Bén. Cháy. Bén. Bén thì có gì phải lo. Đuổi sao được mà đuổi. Nó là cấp trên của con Thư. Đuổi rồi con Thư làm giặc rồi sao? Đó 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 đó, đó. Thấy không, thấy không, thấy không? Cái kiểu nói này của ông là ông chấp nhận cái thằng đó rồi phải không? Thôi được rồi, tôi về. Vậy chưa gì hết, nói vậy cái đông đỏng, đông đỏng à. Cái gì? Bữa nay em dám nói tôi nhảy đông đỏng hả? Thôi được rồi, để tôi ra tôi kêu cháu nội tôi về luôn nè. Nè, nhưng mà chưa có ăn cơm. Không có cơm nước gì hết trơn á. Nhìn mặt là thấy ghét rồi à. Bật quá rồi, đi về. Năm, bà Thu Hà. Hình như là má có ý cho thằng Minh lấy con Thư làm sao á. Chắc vậy đó. Cho nên má cứ ép nó đi qua nhà anh Hai Thạch hoài à. Thôi kệ, đứa nào lấy cũng được, miễn làm xui được với bên bác Sáu cho má vui. Nhưng mà phải coi bên đó có chịu không cái đã. Rủi nó không chịu không sao. Bà đừng có lo, thằng Minh nó hiền như cục đất, với lại chưa có người yêu thì chắc nó cũng đồng ý thôi mà. Bực bội quá đi. Thôi mà nội. Bộ nó tưởng là đẹp trai, con nhà giàu, rồi biết được chút ăn nói là hơn cháu của nội sao? Có chuyện gì vậy má? Thì con Thư đó. Thư nó làm sao má? Nó dẫn một cái thằng nào ở thành phố gì à. Nó nói là đồng nghiệp của nó. Nhưng mà theo kinh nghiệm của má thì... Thì sao má? Thì hai đứa nó có tình ý nhau chứ sao? Con Thư nó làm gì sao được? Nó đã có hôn ước với gia đình mình rồi. Nó làm vậy chẳng khác nào coi thường gia đình mình quá rồi. Thôi, vậy con phải qua nói chuyện với Hai Thạch mới được. Kìa ba, tự nhiên vậy, có chuyện gì đâu ba. Con với Thư cũng đâu có gì với nhau đâu. Thư phải có quyền có bạn trai chứ. Không ấy, con thấy gia đình mình quỷ hôn ước với bên đó đi. Cái gì? Ăn nói gì kỳ vậy? Bộ con sợ con thua cái thằng đó hả? Dạ không, con không sợ thua ai hết trơn á. Nhưng mà Thư có quyền quyết định của cô ấy. Với lại, con thấy gia đình mình đừng có gì cái tờ hôn ước đó rồi làm khó gia đình ông Sáu vậy. Ăn nói không ra làm sao hết trơn á. Hôn ước là giữa hai gia đình. Bây giờ con nói quỷ là quỷ làm sao? Con sống ở thành phố con hiểu. Thư phải khó khăn lắm Thư mới tự học rồi sinh sống và làm việc ở trển. Cho nên con nghĩ mọi người tôn trọng quyết định của cổ đi. Minh à, con không có được nói như vậy. Đây là cái chuyện danh dự của hai gia đình. Hôn ước có quỷ hay không cũng do người lớn quyết định. Con là phận con cháu, con không có quyền có ý kiến như vậy. Nhưng mà tụi con cũng lớn hết rồi, tụi con có quyền quyết định của tụi con chứ. Chứ bây giờ ba nghĩ đi, không yêu nhau lấy nhau về làm sao mà hạnh phúc được. Nội với ba má cũng nên tôn trọng con chút đi. Anh nè, Minh. Vậy rồi làm sao? Làm sao không biết làm sao. Ăn tự nhiên nha con. Dạ. Ba, sắp tới còn với anh Đăng đang tìm đường xuất khẩu cho trái cây miệt vườn. Trong đó có bưởi Nam Roi đó ba. Vậy hả con? Dạ. Dạ đúng đó bác. Nếu mà dự án này thành công á thì công ty của con sẽ thu mua hết bưởi trong hợp tác xã đó bác. Cái thằng muốn lấy lòng cha con Thư hả? Đừng có hỏng. Còn ông nội nó nữa anh chị. Như vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà nghe nói chất bảo quản thì mắc tiền lắm. Rồi bao bì thì phải đúng tiêu chuẩn nữa, phải không con? Dạ đúng đó bác. Mọi nông sản xuất khẩu thì phải sử dụng chất bảo quản. Mà chất bảo quản thì phải đạt chuẩn là không độc hại nè. Rồi không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Như vậy nên giá thành cao lắm đó bác. Nhưng mà chất bảo quản đó thì mình có thể kiếm ở đâu con? Dạ mình nhập từ nước ngoài về. Hiện nay thì nước mình chưa có. Đây cũng là lý do tại sao hàng nông sản xuất khẩu của chúng ta bị hạn chế đó bác. Mặt thấy ghét. Bác đừng có lo. Sau khi xem xét thực tế thì con sẽ liên hệ với trung tâm sinh học. Con tin là họ sẽ điều chế ra chất bảo quản, rồi mình hạ giá thành trái cây xuất khẩu xuống. Như vậy mình mới mong là cạnh tranh các nước khu vực chứ.
Ba, anh Đăng đã hứa là sẽ làm. Thật ra thì anh Đăng chính là phó giám đốc công ty quỹ thác xuất khẩu mà con đang làm. Và xuất khẩu trái cây cũng chính là mục tiêu sắp tới của công ty con đó ba. Phó giám đốc thì phó giám đốc chứ, làm như phó giám đốc là ngon. Còn trẻ như vậy mà làm phó giám đốc rồi. Ba, lớp trẻ bây giờ giỏi thiệt ha. Ủa ba, sao ba ăn ít vậy? No rồi. No đi đâu? Đi qua nhà chồng tương lai con chứ đi đâu. Còn cậu á, lát nữa ra khách sạn mà ngủ. Con Thư nó đã đính hôn rồi, cậu ngủ ở đây không có tiện cho cậu lắm đâu. Nội, anh đang là bạn của con mà. Không dám bạn đâu. Con đừng hòng qua mắt nội. Chút nữa ông nội về, ông sếp này phải ra khách sạn ngủ. Không có nói nhiều. Bác xin lỗi con, mong con thông cảm. Nhà chồng tương lai của con Thư á, cũng ở Cù Lao Bưởi gần đây nè. Nếu họ biết được thì sợ rắc rối cho nó. Dạ không sao đâu bác, con sẽ không làm phiền bác và em Thư nữa. Con xin phép về ạ. À không, ăn cơm xong rồi hắn về. Dạ con no rồi, xin phép bác. Ờ nè. Anh Đăng, anh nghe em nói nè. Thiệt ra thì chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Hôn ước đó chỉ là do ông bà sắp đặt, chứ em không có đồng ý. Nhưng mà dù sao thì em cũng phải nghe lời gia đình thôi. Anh thấy mình là một người tốt, anh chúc em hạnh phúc. Anh phải tin em chứ. Em, anh Minh á, không phải là người đính ước của em, mà là em trai của anh ấy. Nhưng mà cả hai tụi em, nói chung là anh Minh á, anh chỉ vì gia đình mà làm hôn ước giả với em thôi. Em nói thật không? Ừ. Vậy rồi em trai của ta đâu? Em trai của anh ấy cũng vì không thích chuyện này nên bỏ lên Sài Gòn luôn rồi. Tuy là hai đứa em chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mà cả hai cũng không đồng ý. Anh xin lỗi. Đúng là hồi nãy anh có cảm giác là mình bị xúc phạm. Bây giờ thì anh hiểu rồi. Anh không giận em chứ? Anh không giận em đâu. Nhưng mà bây giờ anh phải về Sài Gòn, bởi vì có công việc ở công ty. Khi nào em lên á, gọi điện cho anh ra bến xe đón em nha. Thôi em vô nhà đi, đừng suy nghĩ gì nữa. Em phải tin một điều là dù thế nào đi nữa anh vẫn yêu em mà. Anh về nha. Anh đi đường cẩn thận nha. Về thành phố rồi. Ủa sao vậy? Tôi tưởng là anh đang còn ở chơi lâu lắm chứ. Ông tôi đâu có đồng ý đâu. Thôi nghỉ đi anh. Nghỉ sao mà được? Anh đã hợp đồng với người ta là phải giao tới 50 tấm lận báo mạng rồi tạp chí nữa. Trời ơi, 50 tấm em chụp xong chắc là em chết quá à. Anh nhìn em nè, đuối muốn chết rồi đó. Rồi coi. Cái anh này kỳ quá à. Thôi nghỉ đi, mình đi vui vẻ nha. Nha anh. Nha. Được rồi, đi thì đi. Em ra ngoài chạy chút xíu. Anh thu xếp ở đây cái. Anh nhớ ra nha. Anh nhớ đó. Bon, thu xếp đi. Tao đi à. Hết nói nổi cái ông này, ham vui nhất trên đời. Chỉ tội nghiệp cho cô ấy thôi. Mái nhà
vàng gất đỏ. Ly giỏi lắm. Cả lớp cho Ly một tràng pháo tay nào. À, Thảo ơi, con lên lấy tập mà phát cho mấy bạn giùm cô nha. Mấy bạn giơ tay đi con. Thưa cô, hai con ốc của Cầm giống ốc anh ốc em quá. Thưa cô, con thấy giống như là ốc mẹ ốc cha. Cô ơi, từ nãy giờ con giơ tay con không được nói. Ừ, thôi, à, các em về nhà nhớ học bài làm bài đầy đủ nha. Dạ. Yeah. Mà nè, nhớ phải chép bài nộp lại bài có ốc cho cô nha. Dạ. Rồi các em được về rồi đó. Chúng em chào cô ạ. Các con về đi. Ơi mấy bạn lấy đúng qua nhà mình chơi nha. Cô về trước nha. Đi lên. Đi chơi lên chơi. Đi. Cô ơi cô có cần tụi con giúp gì không? Cô ơi, con biết nấu cơm nè cô. Cô ơi, con biết rửa chén nè cô. Con biết giặt đồ nữa nè cô. Ừ, các con giỏi lắm. Nhưng mà cô không có cần đâu. Cô biết tự lo cho mình mà. Các con về đi, về nhà nhớ học bài đầy đủ nha. Dạ. Tụi con về. Anh, em làm bạn gái của anh nha. Nha. Không. Sao vậy? Bởi vì em chưa đủ tiêu chuẩn đó đâu. Anh nói chuyện ngược đời quá không? Em không đủ chuẩn hay là anh không đủ chuẩn? Hả? Anh không cần bạn gái. Còn chuyện tình yêu, anh chỉ muốn vui vẻ với em thôi. Thôi cũng được. Không yêu thì không yêu. Nhưng hôm nay á, em đang muốn đi nhảy nè. Anh đi với em nha. Nha. Đi nhảy hả? Ừ. Nhưng mà anh đang cháy túi rồi. Em đi mình đi, hôm khác nha. Đừng có lo, mình cứ đi là có người trả tiền à. Làm gì mà có người nào tốt dữ với em. Thì cứ đi với em đi, có người đưa tiền cho liền à. Bao nhiêu cũng có đó. Nếu vậy thì đi thôi. Nhóc Bưởi à, mày hy sinh cho tao làm thí nghiệm nha. Nếu thành công thì Vườn Bưởi nhà tao có hướng đi mới rồi. Lúc đó công lao của mày là lớn nhất đó. Hư. Ủa, anh đi đâu đây? Anh đi đón em nè. Trời ơi. Lên xe đi. Làm sao anh biết em lên Sài Gòn mà ra bến xe đón em vậy? Vĩnh có tay trong mà. Tay trong? Ừ.
Là ai vậy? Anh Ba Đen đó. Anh Ba Đen á hả? Ừ. Ủa mà anh gặp anh ấy hồi nào? Thì lúc từ nhà em đi ra ngoài chợ, anh thấy anh Ba Đen rồi nhờ anh luôn. Anh nhớ mặt anh ấy hả? Tất nhiên là anh phải nhớ rồi. Em đừng quên điều quan trọng trong nghề của mình là luôn luôn quan sát và ghi nhớ. Em hiểu rồi. Anh đã nhờ anh Ba báo cáo mọi chuyện của em cho anh biết chứ gì? Không phải tất cả mọi chuyện đâu, nhưng mà anh đang chờ em lên để bàn với em một chuyện quan trọng. Chuyện gì vậy anh? Muốn biết chuyện gì hả? Bây giờ đi ăn ha. Anh đấy nha, anh giống như một nhà văn vậy đó, gợi mở để người ta tò mò, sau đó dẫn dắt câu chuyện từ lối này qua lối khác, cuối cùng kết thúc gió ẹt. Dạ mời anh chị dùng ạ. Cảm ơn em. Cho hai ly trà đá nha em. Dạ đợi chút. Em ăn đi. Bún cá rau đồng ở đây ngon lắm đó. Sao anh biết quán này hay quá vậy? Thì anh sắp làm rể miền Tây rồi, anh phải học ăn món miền Tây chứ. Em có giỡn đâu nha. Mà lúc nãy anh nói anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với em mà. Thật ra đó, việc anh đưa em về Vĩnh Long để tìm hướng đi cho trái cây miệt vườn không chỉ có lợi cho người dân mà còn tốt cho công ty nữa. Ừ, đúng rồi. Vậy đó mà có những kẻ trong công ty nó xuyên tạc chuyện này. Nó nói anh về miền Tây á là vì tình cảm riêng tư với em. Có phải chị Linh không anh? Linh chỉ là một trong số họ thôi. Em biết rồi đó, anh ngồi cái ghế phó giám đốc công ty có nhiều người khó chịu lắm. Vậy bây giờ em phải làm sao? Em không phải làm gì cả. Có điều là sau này đi vào công ty em phải thận trọng hơn. Em hiểu rồi. Khi nào mình muốn gặp nhau anh sẽ hẹn em bên ngoài công ty được không? Dạ. Sau này khi kế hoạch của chúng ta thành công rồi đó, anh sẽ đề bạt em lên trưởng phòng marketing. Lúc đó thì không sợ ai nói xấu chúng ta nữa. Hư, ăn xong anh đưa em về nhà nha. Thôi khỏi, em đi taxi về được rồi, chứ mất công người ta thấy là dị nghị nữa. Thôi mà, đừng có giận anh nữa. Hư, em thôi mà, bưng nước đi. Cười cái coi. Ủa, cậu kiếm ai vậy? Dạ con kiếm Thảo Trang. À, hai mẹ con nó trả nhà cho người ta đi rồi. Ủa, vậy cô có biết họ đi đâu không cô? Tôi không có biết, nhưng nghe đâu á là cô Trang quen một người giàu có lắm. Ông đưa hai mẹ mượn nhiêu? 40 triệu. Lời 10% đó nha. Ủa, 10 phân là cái gì? Thì 1 triệu là mỗi tháng 100 ngàn đó. 1 triệu 1 tháng 100 ngàn. Trời ơi, vậy tháng trả 4 triệu hả? Vậy chứ muốn nhiều, 400 ngàn hả? Không chịu thôi. Thôi, được rồi, 10 phân thì 10 phân. Nè, coi đi, đồng ý thì ký vô. Đủ 40 triệu đó.
trong này 10 triệu, thiếu 500 ngàn.